mình bây về đây mình hâm thử cho nó dính không lên nè. Tại vì nước này đang bơm ra cái nhà thì nó sẽ cá nó sẽ hút ra cái đường mực kinh đó. Nên em canh em dành thử dòng đường mực kinh. Thấy nó ụt nheo chân này nè. Đấy rồi đây. Để chở con nhỏ kia. Đấy đây cả nhà ơi. Rồi rồi sao em thấy chưa trơn mà không thấy có dính gì trơn rồi đó. Không có dính gì hết trời. Trời ơi có dính gì đâu cả nhà. Kỳ hả. Bởi vì em nói cả nhà hay chăng lớn mà không biết cách văn là không có dính đâu cả nhà. Cái nè không dính một con luôn. Qua dở nước thất bại, bữa nay dân nước thất bại nữa. Cả khoa thăm một độ người mà không có dính gì chứ. Trời ơi, được con cá đầu tiên nè. Rã luôn thiệt chứ. Gì á? Trời ơi. Dính thêm được con nữa. Cái này phải kéo xuồng qua mới được cái nhà ấy không cái nào. Dài qua không có cái này nó mới dính được cái nhà. Cái chân chỗ cái đường đó nó hẹn quá trời nên nó không có dính. Cá này ngọt vậy. Thank you.
cái nhà mà thấy ai mà văng chỗ đó rồi mà cái nhà lại văng gần đi thử lại. Làm như cá đó là chúng ta lưới hết rồi, không bao giờ nữa. Này chắc chín được mấy con gì bó tay ta lấy dài gì mà không dính gì chơi dính không chừng chục một mấy con cái siro hả. Còn tay nữa cả nhà ơi, mà không có dính đâu cái này nè. Tay này mà không dứt giác nữa là thôi luôn á. Tay này nó cũ hơn cái tay kia nè. Bao giờ mà hắc thủ như bữa nay luôn cả nhà, hắc thủ thiệt luôn á. Mỗi bữa dân là cá ta ăn hai một ngày không hết nữa, còn tới qua bữa sau nữa, bữa nay coi nè, bữa nay hắc thủ quá trời luôn. Lại nè, chỉ được đập đập luôn kìa. Nè. Cái gì vậy?
xoài bá luôn. Rồi cái tê này làm sao về cái nhà chắc lậu vô luôn. Để cái xuồng ở đây đi. Trời ơi, con heo mái chém. Cái đứa bánh hết lên. Hai con luôn. Nó cô bự bự không ở cả nhà. Nè. Ủa tay này thấy mà nhiều hơn tay kia luôn á. Tay này cỡ 20 con. Lên lại là cũng cỡ được mà chừng gom lại là ăn được buổi sáng, gom lại cả cái bưởi 2 kg được, tại vì cái gô này cái gô bưởi không cả nhà nè, nè cái gô trà bá không có chút phải nhỏ đâu nè, tại vì lưới 4 phân mà cả nhà nè, con nào con nấy thôi, mời mời không lắm nè, bưởi trà bá, nè đây đó nè, ôi ôi nè, nên căng lên sẽ nay rất là nặng ký, thường khi em xuống vàng bông em mua có 2 con cá rô hả, mỗi nửa kilo á. Thôi mình dài vô luôn cả nhà ơi. Cả nhà theo dõi tiếp cho em xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cả nhà để theo dõi những video tiếp theo của em nha. Nhớ like và chia sẻ nhiều video cho em nha. Có động lực ra video tiếp theo nha.